yourself relax. We're going to stay in the tree house. Welcome to the Bee Talk House. Bọn lên nóc nhà nữa kìa. Lũ cắn theo, lũ cắn theo. Nó trắng trắng cái đâu xanh đâu, nó hơi hơi xám đen đẹp ha. Để cho nó bơi lại nhiều nó đẹp. Oh nice.
đứng đây, đứng đây. Không đi chơi vậy trời đi vậy đẹp, nó không có, nó không có. Yes, pretty. Chị này bên bên cây kia có một chị nè. Turn to me. Here you go. Here Thank we go. You. Here you go. Come around. Come around. Here you go. Oh, come on, come on. Come on. Shake it up. Here you go. Đang quay phim ấy. It's so cool. Let's open up. Turn around. Quay lại, quay lại, quay lại. Yeah, here we go. Come on. Đẹp. Shake it up. We are lucky. Which one is ours? Giờ là bắt đầu lái xe vô cái tree house, cái chỗ mình mướn để nghỉ dưỡng nha. Chỗ này thì rất là vắng vẻ, không có internet. Lâu lâu đi ở mấy chỗ này thấy là lạ chút. Cái nhà thì nó được ở hotel ngoài cây, thì giống như những cái nhà sàn Việt Nam mình, nhưng mà thực ra nó cắt ở trên mấy cái cây. Có những cái bóng cây rất là mát. Đây là chỗ ở của hai vợ chồng. À, sushi at a tree house nha. Nice and quiet.
The sunset. Mọi người ăn sushi nha. Cả nhà ăn sushi nha. À, có mặt trời lặn. Nha. Yên tĩnh quá. Sáng sớm ngồi uống cà phê. Sáng sớm uống cà phê. Enjoy cái mọc sau lưng á. Ở cái nhà cái tree house này á thì sáng á thì nó là mặt trời mọc ngay bên đó. Đây nè, nhìn thấy không? Mặt trời mọc đẹp. Thấy không? Ngắm mặt trời mọc. Còn hồi tối hôm qua mặt trời lặn á là bên đây. À, lặn ngay cái góc đó luôn. Ngay góc đó luôn. Đó. Rất là yên tĩnh nha. Không có ai hết, chỉ có hai vợ chồng thôi. Trời mọc ngay góc đó luôn. Đẹp lắm. Rất là thanh tịnh. À, cái này là mình biết là mình già rồi. Già rồi đi kiếm, đi vô kiếm nhà ở trong rừng rú. Tree house á. Sáng sớm vô đây ở trong rừng không có internet nha. No internet, no phone signal, không có điện thoại luôn. Yeah.
vô đến đây là coi internet á, là bắt wifi của tụi nó là khổ lắm luôn á. Hơi lạnh đó. Sáng nay á, ở ngoài là chỉ có 37 độ thôi. Hơi lạnh, uống cà phê, nghe chim hót. Ở nhà ăn có bàn có ghế ngồi ăn, không chịu đi ra ngồi bờ bụi gốc cây dưới gốc cây ăn nè. Của này là của là barbecue này của thằng salt lick. Nhưng mà hôm qua order barbecue to go á, mình order to go. Ăn ở đó xong rồi order thêm cái to go á, hôm nay lại ngoài park ngồi ăn. À đó. Yeah, it's good. This is a regular. Ngon không? Ngon, ngon lắm. Ăn bờ bụi ngon không? Các ăn gì đó? Mời mọi người ăn gì đó? Barbecue nha. Cái này là barbecue gì? Pulled pork rib. Sausage. Pork ribs. They barbecue. Don't. From Salt Lake. Barbecue place. Nè, mỗi người hàng hộp. Người đã kéo xuồng bên ngoài kìa. Rất là nhiều. Mình cũng muốn chèo xuồng lắm nhưng mà mướn á, hôm nay là ngày lễ. Không có còn xuồng đâu mà mướn. Nên chỉ ngồi trên bờ coi thôi. Nhưng mà rất là đẹp. Coi đỡ thèm. Đó. Nhưng mà coi cái gốc cây này nè, mới là sợ nè. Đây đều là cái cây. Cái gốc cây này là không có thể nào. Mấy người ta, mấy người ôm. Cậu chục người ôm á. Tôi biết cái này chắc cũng là này đâu có, cây này là cậu cả trăm năm á. Con nó từ ở Mexico, nó migrate lên đây á, là nó ở từ tháng 3 cho đến tháng 10 à, thì bao nhiêu tàu nè, khai giác đồ này nọ nữa là người ta tụ tập đây để chuẩn bị coi. Người ngồi dưới park đông nhóc hết luôn trên cầu à, người ngồi dưới đó nhóc hết luôn, chuẩn bị coi dơi ra đó. Trời lặn xuống là dơi ra à, mặt trời sắp sửa lặn xuống rồi nha. Mặt trời lặn hôm nay là 7:50 mà giờ này là 7:30 thì còn khoảng chừng 20 phút nữa. Thấy Austin đẹp không? Đẹp ha, Austin đẹp, nhìn rất hay.
quá trời luôn nha. Giờ nó bay ra không? Bay ra rất là nhiều từ dưới cái gầm cầu đó. Bay ra mỗi đêm đều bay ra hết, mặt trời lặn là bay ra rất là nhiều các chiêu con. Bay ra xong khoảng vài tiếng đồng hồ thì sẽ bay vô ngủ. Mỗi chiều á là những chiếc tàu du khách người ta tới đây để ngồi chỉ ngắm những con dơi bay ra. Rồi coi nó bay ra rất là nhiều. Cái cầu này rất là famous của thành phố Austin, Texas. Rất là nhiều dơi.